cũng nói luôn chồng em, anh kẹp giùm em đi. Đây nè. Kẹp đấy. Kẹp vô. Kẹp hộ là, kẹp hộ đâu? Đây nè. Anh phải lòn tay vô chứ. Nó giỡn nè, em kẹp cho. Trời. Nó nè anh kẹp cái này y chang như là anh đeo cộng dây chuyền lúc mà hai đứa em đám cưới vậy đó mọi người. Có sao nó vậy nha, anh không biết đường kẹp kìa. Làm bộ kẹp chứ nhìn nó trong không nha. Thấy rõ ràng chỉ bắt tại trận không? Dạ. Ảnh bữa nay là ảnh rủ bạn bè bên đàn trai là mấy anh ở ngoài Hải Phòng từ sân bay Cát Bì bay vô đây. Dạ, đó qua đây là coi mắt em. Thì em cũng chia sẻ luôn là em với ảnh quen nhau được 4 tháng. Em với ảnh là có này có kia rồi. Thì sáng em đi em mua que thai thử lên 72 gạch. 72 gạch. Bây giờ đẻ ra cái gì anh nói đi. Thế đẻ ra trứng ấy. No. Đẻ tại thiên nha. 72 gạch là tại thiên. Chứ 72 gạch nào đẻ trứng. Tự nhiên cái ngồi xa em ghê buồn. Đẻ trứng là luộc anh. Xích lại gần em. Thôi đừng có kết bạn Facebook với em không có chấp nhận đâu. Mi xí sợn. Đừng có kết bạn Facebook em. Mi không có chấp nhận. Nói thiệt. Đó. Bộ Nhi về chưa anh? Đang về hả? Dựng chút xíu ha, 10 giờ đó. Chút xíu mà. Mấy giờ rồi anh? 9 rưỡi rồi. Thấy không? Em cái miệng em linh lắm. Dựng chút xíu mà. 7 giờ mà. 7 giờ. Bao nhiêu 7 giờ về à? 10 giờ chưa xuất hiện. Dạ. Khoai tây chiên với gì hả? Với gì nữa? Khoai tây chiên. Bây giờ chiên lâu lâu. À, giống như là chiên đợi món phải không? Em cũng chưa biết cái món nó làm sao để em coi tại gì á. Khoai tây cộng mình đó. Khoai tây. À, cái miếng à, biết rồi, biết rồi. Trời ơi, biết rồi, ăn bầu bít tết rồi đó phải không? Ờ, ừ. À, biết rồi, hiểu rồi. Không, nó nghe nè, em thì chị em ngu lắm, em thề em con chị á, chị tin không? Cái rạp chiếu phim mà em từ nhỏ đến lớn, em ở thành phố thiệt mà năm 2017 mới biết bước chân vô rạp chiếu phim là gì á. Em ở Long Xuyên. Dạ. Còn mình đi ăn cái lẩu băng chiền là em mới biết ăn năm ngoái đó. Em cũng biết đâu, mình ngu lắm, nói thiệt. Biết những cái khác là được rồi. Cái khác là cái đó là bẩm sinh rồi, ảnh dạy em nè. Tay anh không hả? Tay anh làm hư á. Không có về. Không tính luôn, hồi nãy tiền đồ ăn của mình là 190 và là 3 cây xúc xích sau là 220. Tiền nước là 426.000 nữa, tổng cộng là 1.307.000. Tiền tiếp mà phục vụ giờ nữa thôi cho không, miễn phí về đi khỏi trả. Sao? Nó giỡn chứ 190 với lại 3 cây xúc xích 30 nữa là 220, mình uống gì nè? 5 chai nước, 75.000 nữa là 295.000. Thế thôi à? Dạ, thế có nhiều à, rẻ mà đúng không? Hai lần đồ ăn, hai hộp đồ ăn. Ngoại ơi, lấy giùm con 2 triệu đưa ảnh. Về không? Ngồi chút xíu mà, có 2 triệu mà mai ra nữa nha. Của ngoài 5 nước, 5 nước là nhiêu chồng? 75. Không phải, 5 hồi nãy thiếu nhiêu nước nữa? 11 nước. Là 18 nước, thiếu nợ quá trời rồi. Thôi đừng có chụp hình em với ảnh mà, em ngại lắm. Đừng có đăng Facebook. Tát tên em vô nha, Mi xí sọn. Chị nói nghe nè, bây giờ nói gần nó sao không qua nó thì chị đi gáp về đi. Xe đủ không? Mình đi mấy xe? Đi xe hơi hả? Anh xe máy. Xe máy thôi. Anh, chở chị về giùm em nha. Chở chị về rồi anh với là anh áo đen chở anh này. Là em phòng luôn. Không, em có phòng sẵn. Anh ngồi đây có thẻ có. Thôi chết rồi. Hai con mà ngọt nước gì vậy? Hai con mà ngọt nước dữ vậy trời. Thiệt á. Mai qua nha. Thiệt không? Anh ngắm con anh ơi. Bắt tay. Không, em về với anh chứ. Anh có bạn gái đúng không? Anh 8 người. Xui ghê vậy đó. Đây 8 người bạn gái nha, cả nhà nhìn kỹ mặt anh này nha. Đang 8 người bạn gái nha. Rồi ai dám yêu nữa nha. Hôn miếng ơi, mẹ hôn miếng ơi. Rồi hôn kìa, hôn kìa, hôn kìa. Rồi hôn kìa, hôn kìa, trời ơi, nó ghét ghê vậy đó. Mai qua nha, mai qua chơi nha. Thôi, vô rồi. Mai qua nha. Bye bye ông xã thân yêu. Có nghĩa là hôm nay á là Yumi nhường ông xã cho cái chị này đó. Không, tại vì không phải, bữa nay em thấy là có em bé nhỏ rồi nhiều khi em bé khóc không có chị. Cho nên là em nhường vậy thôi chứ thử mà ông qua mình đi rồi biết xấu với em.
bóp kèn nè con nè, hôn miếng dài nè, hôn miếng dài nè, hôn miếng dài nè. Thơm, thơm. Trời ơi, coi kìa. Ủa chị, về xuất thuốc cho em nha, bị gì nè? Bị viêm da cơ địa. Bye bye, bye bye, bye bye, đi ghét rồi. Về rồi, thấy không? Về rồi, buồn ghê, về bỏ tôi nữa rồi. Anh ta bỏ em rồi, vào một buổi chiều mưa rơi. Nhưng nỗi buồn, ai? Ăn đi nè, ngon. Là bánh thanh long. Bánh thanh long anh thấy nó hộp thanh long. Không phải anh, dừa. Bên trong có dừa. Bên trong có dừa ở trong á. Cho mua một quẹt coi, hả? Ai? Cái đẹp đâu? Đó, hai anh đó. Anh ơi, hai anh ơi, bên em có dịch vụ chơi bd á. Hai anh có chịu không? Có, anh có nhu cầu không? Em làm tớp nha, nói trước nha. Em làm tớp, anh... Sao? Em qua ngồi nha. Trả lời đồng ý vậy. Bây giờ, không lẽ giờ em tỏ tình, em mượn rượu tỏ tình anh thì kỳ quá. Em mượn xì tin đỡ đi. À, bây giờ xì tin nha, được không? Em qua em cùng với anh nha. Anh lắc đầu rồi má ơi, buồn ghê vậy đó. Ngày nào cũng vậy hết trơn á. Ờ, làm vậy không đó, hỏi sao mà thật sự, không lẽ giờ tôi á. Thật sự bây giờ nói thiệt em rất là hận đàn ông nha mọi người. Không lẽ giờ em đi qua Thái em lụm cù lặng em gắn lời em làm đàn ông lời. Chán ghê. Thiệt. Giờ còn biết để đâu đâu. Giờ không biết để đâu, bác sĩ dục ở đâu, không biết mất tiền. Sao anh thấy sao, em qua bệnh em gắn lại nha. Nha. Sụp rồi ảnh bóng kình luôn. Nha. Chứ bây giờ em vậy anh không chịu, em cái kia anh cũng không chịu rồi. Em biết làm sao để mà hả cho vừa lòng nha anh. Lụm cái bọc ra nha anh bự. Chừng thì lòng lại nha cả nhà. Chị Phương Trừng dễ thương lắm nha. Ai sao cho bị gì vậy? Có nghĩa là tự nhiên ở chị Phương Trừng. Chị Phương Trừng là ngoại ơi tính tiền nè, để lộn tiền nước nè. Là nhiêu rồi ta? 16 nước. Trời ơi nó la kìa. Tội nghiệp ghê, từ Đà Nẵng bay vô thăm em. Mà bây giờ có một thằng một mình nè, hô qua em thấy được không hô? Lâu lâu đổi vui chơi BD đi hô, bé nó hiền lắm. Tự nhiên nói chung là có gì? Chơi thẳng. Chơi thẳng hả? Thẳng, thẳng. Thẳng, đợi bộ Nhi về đi rồi thẳng. Ngồi tới tối luôn, ngồi tới bây giờ tự em việc. Ngồi đây tính tối luôn. Trời tội nghiệp ghê không? Biết sao có mình phải có, tại vì chị đi tới đi lui á, không có nói chuyện được. Đi qua mấy bạn rồi đi, ngồi chờ tối luôn. thì bây giờ ngồi đây nè, để hồi nó kêu bà ngoại ngồi tâm sự nha. Ngoại ơi, tâm sự với em đó nè. Từ Đà Nẵng bay vô đây, hồi nãy là ở đâu bên chị Thi hả? Dạ không. Là ở nhà ở khách sạn xong rồi qua đây luôn. Đi ăn xong rồi qua đây. Đi ăn xong qua đây luôn. Rồi tội nghiệp không? Rất buồn không? Một đứa em thân yêu từ Đà Nẵng đi máy bay vô đây xong. Rồi ở khách sạn đi ăn xong là qua đây luôn. Và nói là ngồi tính cuối giờ là dọn dẹp phụ Yumi xong rồi mới đi về. Ghét ghê vậy trời. Ai mà như con cái bóng sau lưng ăn không? Ta nói nhìn giống kính em ốm kìa. Em á hả? Em không biết nữa. Ôi da, trời ơi thục ba làm đẩy con sườn con má ơi. Mạnh tay quá à, bên đây mập mà mạnh tay quá à. Trời ơi, mà hung dữ quá vậy, hả? Ê, chị đổi ghế, ê, ngồi hai cái ghế gãy cái bé ơi coi nè. Hai ghế gõ gạt không? Đây nè má. Nè, ngồi hai, ngoại nói sao? Bự đó không, ngồi hai cái ghế luôn nè, thật hại người ta đó không? Gãy là thình thẳng tay đó. Mặt thì ông nội từ từ ông nội. Mày ông quá trời luôn vậy đó. Từ qua tới liền. Hôm nay chỉ có một mình em thôi nha. Em với lại bà ngoại với lại anh bự. Đó với lại chị mập. Cái gì? Không ai tên đó đâu bà. Tôi tên Ma Quang Sa ông nội. Thôi cứ chẳng nhân sao ông nội kêu ma hay gì á. Tôi tên xui. Bà nội cái đi muốn phá hoàng rồi. Ừ. Ừ, muốn mà bị dạ. Bảo Nhi bữa nay đi muốn phá hoàng nha cả nhà. Bà đu hô bán cà kìa bà kìa. Muốn hoài à. Đâu rồi, cái nhang mũi đó rồi. Ông bự ông đốt để đâu chờ. Em sao biết ý ai như mấy này? Chị sao? Chị già nó xí nó bé. Ồ, mày im cái miệng mà đi. Mày hớ rồi đó.
Trời ơi, em muốn về coi anh Hân. Vui ghê. Giờ đi tiếp là chuyện nhà. Mà đền báo sao mới về? Sẽ báo về số tiền luôn. Bởi vì mà nói chuyện cái mặt mình mụn hoài đó. Mà nói chuyện gì cái mặt mình mụn hoài không hết đó. Thẹo thâm đó. Gán qua tu cái miệng lại đi. Chứ đừng có thâm có thẹo cái miệng nữa. Nghiệp tụ dành môi cái miệng mà quá trời luôn nha. Tự nhiên nó nói em á, à mời em ơi, mời lên báo mang cái duyên chuyện cho người ta chơi đá, chơi đập đá thì con này nè. Từ từ. Từ từ con qua cha, cha, cha. Con qua tới cái máy quay cái cha đi chỗ khác người ta quay không có được. Ông nội gọi hồn hoài, tiếng quả kéo trong hồn là cha đó. Đem trong căn nhà quang là cha đó, cho đưa cái hàm răng ra cũng xỉu ngang, cũng giả mặt mày ghê đó, cá sảnh nha nha. Im miệng mà lại. Trời hồn hoài với thằng quỷ này nè. Ủa sao bữa nay qua trễ vậy? Nè hẹn con kia nữa mà kia không được. Bữa ba đứa đó. Chắc nó có bầu hay sao? Có bữa. Cái gì vậy? Bữa bao nhiêu giờ mình vú cái đầu nó chứng thương. Trời ơi tội nghiệp ghê, bao nhiêu sao ịnh cái đầu vô vú mà chứ tắn thương sọ não dữ vậy trời. Nó vú cái hành đá. Vậy hả? Nói lời coi. Mày chết. À nè, tao qua tới nè. Nè, ông nội. Nó vậy đó, muốn đồ chặt. Muốn quay kêu anh chơi vậy hả? Kêu tao qua anh chơi vậy. Nói nó gọi hồn hoài vậy đó. Mọi người coi tốt không? Mai Văn Sang hả? Súng mà, tên súng mà. Mai Văn Súng. Mai Quang Sang. Trời, có quá lần đỏ không? Ủa hồi nãy ngoài có ghi của cô ấy nhiều không? Có. Bây giờ lấy tiền trong công ty để Sang ơi. Ghi 50. 50. Là một tính tiền hả? Cái đầu tiên nào không biết nha. Đầu tiên là. Thật là. Đầu tiên là cô Vi Viên đó nha. Ta có hai lần à, phải không? Hai lần. À. Ông nội cũng giả mặt ông nội thì ghê vậy đó. Lấy lên YouTube đi, ta làm gì đó, đăng ký kênh bảo quyền. Làm mệt ghê, ta đang ngồi nói chuyện bên đây vậy, thấy dễ sợ. Không nói hôn, gọi hồn hoài vậy. Nhờ cái gì? Mày nhờ chồng tao vậy má, có canh chồng tao đi điện lên nó giật nè. Bà nội này bà giống hệt trang như Thiên Lý nha. Thiên Lý quá anh chị. Nó chuẩn bị tấm cái lượt đó. Thiên Lý là giật chồng tao bà nội. Đây cái mặt bà có chỉnh sửa gì không? Mặt nó tự nhiên á. Tự nhiên đi sửa mép á. Tự nhiên sửa mép. Hỏi thiệt chứ bộ. Sửa mũi thế này thế kia không? Sửa rồi mà bành có đó đó hả? Chưa sửa nữa. Tại chưa có đi bơm sợi với bà. Không bà, tôi nói cho bà nghe nè. Cái thời tôi ngày xưa bà cũng có tiền cũng bơm có được. Má cái này là chia sẻ thật. Thời tôi ngày xưa là cái thời có tiền nhưng mà ví dụ như là bây giờ mình có tiền mình đi đến cửa hàng là bơm cũng được đúng không? Mình đi đến thương thẩm mỹ viện này bơm cũng được. Còn thời Dung My ngày xưa là có tiền nhưng mà không có người bơm, phải đi năn nỉ người ta mới bơm. Tức là Dung My nói thiệt. Chứ thật sự nếu mà đổi lên cái thời tôi ngày xưa là tôi quy hoàng, còn bây giờ là công nghệ mỗi ngày nó mỗi tiên tiến hơn, đúng không? Cái gì nó làm đẹp khác nhau. Bởi vì nếu mà mình biết trước cái hiệu quả của nó như vậy thì ngày xưa đâu có ai làm muốn mình xấu đâu. Cái này là chia sẻ thật. Hồi đó bây giờ mình làm lại không được hết chị. Bây giờ làm lại được nhưng mà tốn tiền nhiều. À, nó phải như là nó giống như xăm mình vậy đó, mình xăm một trăm ngàn mình phải xóa lòng 10 triệu, 20 triệu. Còn mình bơm ngày xưa một c là ví dụ như là 1 triệu đi. Ủa mà một c ví dụ như 150 200 đi, bây giờ mình phải xóa 15 20 triệu. Nó vậy đó. Mỗi thời nó mỗi khác nó ơi. Thật sự nếu tôi biết trước cái kết quả gì tôi đâu có bơm chi đâu. Giờ đâu bị gì đâu. Hai cục này nè, để vài bữa lấy ra. Có tiền rồi lấy, giờ chưa có tiền. Lấy mắt đó mà chị. Lấy bộ gì chứ lấy mũi hay bây giờ. Bộ gì ta sửa mũi mắt, nó nói khùng nó điên. Ta sửa mũi ta không đẹp ta sửa lại. Tự nhiên nó lấy mũi là im của mẹ lại. Mẹ mà quá trời luôn, thấy chứ người ta bị này kia là Bộ Nhi ơi, nó nói xấu đó nha Bộ Nhi nha, Bộ Nhi ơi nó nói cưng nó lấy mũi hai ba lần này kia cái nổi nha Bộ Nhi nè, mấy mập này nha Bộ Nhi nha. Tên gì nói nè. Bóng bùng binh. Bóng bùng binh là làm tốt làm boss thì cũng được đúng không? Chơi bùng binh phải không? Nó tương tâm thái tử anh Trang nè. Nó tương anh, tâm thái tử. Có hai anh bự có hai cái bàn của con. Có đó đem lại luôn. Ờ thôi trả luôn. Nãy dư bạn thì lấy xuống gì. Trời ơi hồi nãy không có bàn ngồi, không có ghế luôn á. Không hả anh Hằng ha. Hồi nãy không có chỗ ngồi, không có ghế, không có bàn, người ta đứng đợi á. Quên chỗ luôn á. Quên chỗ luôn rồi. Thiệt có sao nó như vậy. Bữa đúng rồi, bữa mình đi giờ đó. Ừ, hồi nãy đó. Không có ghế luôn. Không có bàn luôn thiệt chứ bộ nó thiệt mà.
bữa mà đang bán dưới chừng bà đi đâu đó. Ủa à, đi Đà Lạt. Ừ, đúng. Ủa đi Đà Lạt. Ừ, bởi vì đây diễn show Đà Lạt. Đây tôi bọn Nhi làm cùng làm đi. Quá trời. Ơ ghế cặp ghế vòng vòng. Dạ. Dí cho em vòng. Lấy ghế dí tôi cho em vòng. Thì cái miệng mà cũng quá trời nó mới dí. Tôi chỉ hỏi đàng hoàng nữa. Ủa sao 7 cái sọ mà sửa 3 mũi có 3 lần. Sửa thêm 4 lần không đủ. Là kêu nó sửa mũi thêm 4 lần nữa hả? Ừ, mà nó dí. Bây cái mặt bà bành hoài đó má. Giận hết luôn. Bây cái mặt bà bành hoài là vậy đó. Thôi bà đừng phà tôi. Mặt mà không có nhỏ được. Đâu có phà đâu, người ta ngồi có một ghế mà ngồi hai ghế mà ngồi cong dành luôn nè. Ngồi ghế người ta mà cong luôn nè. Má quay rồi. Ngồi cái ghế người ta mà cong luôn nè, rõ ràng nè, thấy không nè. Cái tướng mình nhỏ bé quá à. Đẹp không? Đẹp không? Dạ. Muốn giả mặt luôn kìa. Mình dây phòng địa phải không? Tết này có show chưa? Đi làm chung với chị. Có rồi. Tươi lắm mà bà, tắt điên nữa bà. Dịu dàng muối lăng rồi, rất hay chương rồi đó. Cho muối dàng chị hả? Mặt cưng không có cần quá trang đâu. Mặt cưng lấy hai cái show nó hai cục nó hồng được rồi. Ủa muối lăng gì có cho cô tắm trong đó mà. Tôi muốn nói tôi nói tôi bóng mà tôi khùng. Trời Phật ơi, bà tự ngộ nhận bóng muốn nói gì mà bà nói luôn rồi kỳ vậy. Tự nhiên đi muối lăng mà nó đi đánh kem nữa nè má ơi. Ủa? Đúng rồi, chán quá. Nó chảy rồi kìa má ơi. Thôi chết rồi, ai hành vậy trời. Binh mà.